những giọt giọt nước mắt phanh phanh khát khát những dòng nước mắt cứ chảy này chảy mãi mà không hề vơi được bởi nỗi nhớ thương của những người đang ngỡ trần thế. Nhưng những cổ ưng quy luật nghệ ngã cuộc đời đó là một thanh niên phúc tư mỗi đau nào rồi cùng và cũng trong giờ phút mất mát đau thương vô cùng lớn lao này, con xin phép cụ, con là người làm công tác hậu sự cho cụ, xin gửi tới cụ đôi lời nước mắt tình biệt chúng ta. Cụ ơi, trong mỗi chúng ta nay cũng phải ra đi khi đến ngày đến ta mà phố trời đã định. Trong những năm tháng đó, con luôn hướng về mục tiêu là trong những là giải phóng hoàn toàn đất nước và ông và bằng xe
đau đớn tiếc thương làm vậy con cháu anh em bà con cô bác biết làm gì đây khi số phận